Xin chào quý khán giả của FPT Play. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 22 tháng 12. Chiều mai sẽ diễn ra trận đấu bán kết AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Mặc dù chúng ta hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu, nhưng Thái Lan vẫn là một đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á, nên đối đầu với họ luôn cần sự thận trọng. Các phương án đã được ban huấn luyện đưa ra, đánh giá và phân tích kỹ càng để tìm ra đối sách phù hợp nhất. Thể lực là một trong những vấn đề lớn nhất với các cầu thủ Việt Nam trước khi bước vào loạt trận bán kết AFF Cup năm nay với Thái Lan. Trong buổi tập chiều ngày 21 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia đôi đội hình tập luyện, nhóm các cầu thủ đá chính luyện tập với các bài hồi phục thể lực, trong khi đó nhóm còn lại luyện tập với cường độ cao nhằm đảm bảo các cầu thủ có thể ra sân theo yêu cầu của ban huấn luyện. Tiến Linh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, nhưng việc thi đấu trọn vẹn khi đối đầu Campuchia cũng khiến tiền đạo này gặp vấn đề và các bác sĩ đang phải chạy đua với thời gian để Tiến Linh cùng một số gương mặt khác có thể kịp hồi phục hoàn toàn cho trận đấu vào ngày 23 tháng 12 tới đây. Cũng trong buổi tập chiều hôm qua, toàn đội cũng đã có những bài tập để rèn giũa kỹ chiến thuật dưới sự điều hành của thầy Park. Các cầu thủ trên hàng công như Công Phượng, Văn Toàn đã được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi riêng để nói chuyện. Trước một đối thủ mạnh như Thái Lan, hàng công của đội tuyển Việt Nam cần phải sắc bén hơn nữa thì mới có thể thành công. Trước đó, trong buổi sáng, ban huấn luyện cùng với toàn đội cũng đã cùng nhau xem lại băng ghi hình, mổ xẻ những ưu khuyết điểm của đối thủ Thái Lan để từ đó có được những phương án tối ưu nhằm hạn chế sức mạnh của người Thái, đặc biệt là Chanathip. Ở hai lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội bóng, trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa và không có bàn thắng nào được ghi. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan là hai đối thủ nhiều duyên nợ, nên cả hai chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật và tinh thần của toàn đội. Trước trận đấu chiều mai, trung vệ Elias Dola của Thái Lan đã thể hiện sự tự tin cực lớn trước trận bán kết AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, trước khi diễn ra loạt trận bán kết AFF Cup năm nay, trung vệ Elias Dola đã tỏ ra vô cùng tự tin về cơ hội của đội tuyển Thái Lan. Elias Dola cho biết, Việt Nam là một đội bóng tốt, thi đấu gắn kết và kỷ luật, nhưng Thái Lan sẽ giành chiến thắng ở cả hai trận để tiến vào chung kết một cách mạnh mẽ, rồi hướng tới danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, để làm được điều đó, các cầu thủ Thái Lan sẽ phải nỗ lực tập luyện trong từng trận và tin rằng họ sẽ thành công. Elias Dola sinh năm 1993 và sở hữu chiều cao ấn tượng 1m96. Trung vệ này có mẹ là người Thụy Điển, bố gốc Thái Lan và hiện đang chơi cho câu lạc bộ Port FC. Tại AFF Cup năm nay, Dola đã ra sân 2 trận tại vòng bảng và góp một bàn trong chiến thắng của Voi Chiến trước Singapore ở lượt trận cuối cùng. Trước Elias Dola, huấn luyện viên Paul King cùng tiền vệ Chanathip Songkrasin cũng tự tin. Họ khẳng định mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là chức vô địch và lấy lại vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Tham dự AFF Cup 2020 với tư cách là đội đương kim Á quân, tuy nhiên tuyển Malaysia đã rời AFF Cup 2020 theo cách khiến người hâm mộ nước này thất vọng nhất. Điều này đã khiến huấn luyện viên Tan Chee Hwee đứng trước nguy cơ bị sa thải. Tham dự AFF Cup 2020 với tư cách là đội đương kim Á quân, thế nhưng Malaysia đã rời AFF Cup 2020 theo một kịch bản thất vọng khi thua đậm 1-4 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết, đó là Indonesia. Theo truyền thông ở Malaysia, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia đã yêu cầu ban huấn luyện giải trình đầy đủ nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Malaysia tại giải đấu năm nay là đội bóng đã có nhiều cầu thủ không may bị Covid-19. Sau những thất bại liên tiếp từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đến AFF Cup 2020, khả năng cao huấn luyện viên Tan Chee Hwee sẽ phải kết thúc sớm hợp đồng của mình. Trong thời gian này, áp lực từ giới truyền thông và người hâm mộ nước nhà cũng sẽ phần nào ảnh hưởng tới chiếc ghế nóng của vị thuyền trưởng sinh năm 1968. Sau vòng đấu bảng AFF Cup 2020, Indonesia là đội đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Fair Play. Huấn luyện viên Shin Tae-jong và các học trò phạm nhiều lỗi nhất và cũng nhận nhiều thẻ vàng nhất tại AFF Cup 2020 tính đến thời điểm hiện tại. Theo bảng xếp hạng Fair Play mới nhất được công bố, đội bóng đá xấu nhất tại AFF Cup năm nay cho tới lúc này là Indonesia. Sau vòng đấu bảng, các cầu thủ Indonesia đã phạm 58 lỗi và phải nhận 9 thẻ vàng. Sở hữu rằng cầu thủ có chất lượng khá tốt, thế nhưng lối đá của Indonesia 3 năm qua không hề có sự thay đổi. Họ không e ngại trong những tình huống tranh chấp tay đôi, nhưng rất nhiều lần, các cầu thủ Indo đã không thể kiềm chế bản thân, dẫn tới những tình huống tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết. Đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng này là Campuchia với 42 lỗi và chỉ 2 thẻ vàng kể từ đầu giải. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xếp ngay phía sau người hàng xóm với chỉ số 48 pha phạm lỗi và 3 thẻ vàng. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bán kết, Thái Lan đứng ở vị trí thứ 5 với 51 pha phạm lỗi và 5 thẻ vàng.
Đông Timor và Lào là những đội bóng phải nhận nhiều bàn thua nhất, đứng bét bảng với cùng 0 điểm, nhưng trên bảng xếp hạng Fair Play, họ đang ở top đầu. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được về bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá châu Á. Cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Lượt trận thứ 3 BTV Cup 2021 tiếp tục được diễn ra với cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Nam Định và Sài Gòn FC. Trong hiệp 1, Sài Gòn là đội có bàn mở tỷ số ở phút thứ 17. Cái tên giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương vươn lên dẫn trước đó là Philippe Rocha. Tuy nhiên, Nam Định sau đó đã có được bàn gỡ hòa phút thứ 35 nhờ công của Tùy Lát. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Domelo đã giúp cho đội chủ sân Thống Nhất đã lập được thế dẫn trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, Sài Gòn vẫn là đội chiếm thế chủ động và họ đã có thêm được hai bàn thắng nữa của Nguyễn Hữu Sơn và Victor Osa để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1. Ở trận đấu tiếp theo, đối thủ của Sài Gòn FC sẽ là Khánh Hòa. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận lượt đi ở bán kết AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Thái Lan. Và trong cuộc báo trước trận bán kết lượt đi, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận xét về đối thủ. Thái Lan là một đội bóng mạnh và ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch. Thực sự lần nào tham dự AFF Cup, họ cũng luôn là ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy họ chưa có đặc điểm gì nổi trội và cũng không mạnh hơn nhiều so với các ứng cử viên khác. Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ và trận đấu với Thái Lan càng không ngoại lệ. Trận đấu này, Thái Lan chắc chắn sẽ tìm cách ghi bàn để có được chiến thắng và chúng tôi cũng vậy. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng ghi bàn để có thể có được chiến thắng trước đối thủ này. Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào 19:30 tối mai, ngày 23 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Singapore. Trận lượt về diễn ra vào 19:30 ngày 26 tháng 12. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.